Rồi, xin chào các em. Các bạn có nhìn thấy rõ không ạ? Các em nhìn có rõ không? Chị đang thấy là hơi mờ một chút xíu đúng không ạ? Đây, chị sẽ để gần hơn nhá. Đó, thì các bạn biết rằng là ở trong thời điểm hiện tại và trong quãng thời gian gần đây thì đã có rất nhiều sở giáo dục đã đưa ra những đề minh họa theo cái cấu trúc thi vào 10 của đạt với cái yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông mới. Thế thì chúng ta cũng cần phải có cho mình một cái tâm thế, đó chính là sẵn sàng đón nhận, đúng không ạ? Và chúng ta cũng sẵn sàng nghiên cứu cấu trúc đề thi của sở mình để làm sao các bạn sẽ có cho mình được kế hoạch ôn tập thật tốt với những mảng kiến thức mà sẽ thi vào 10. Với mỗi sở là có những yêu cầu khác nhau, đúng không ạ? Với mỗi sở sẽ có yêu cầu khác nhau nên các bạn phải tập trung và chú ý vào gì ạ? Các em phải tập trung và chú ý vào những cái đề minh họa của sở mình các em nhá. Đó, thì các bạn mới có kế hoạch ôn tập ngay từ đầu năm tốt được. Rồi, xin chào Linh Chi, xin chào Ngọc An. Chị thấy đề Thanh Hóa như thế nào ạ? Theo các bạn thì đề Thanh Hóa như thế nào? Nào, thế thì muốn biết đề Thanh Hóa như thế nào thì ngày hôm nay chị và các bạn sẽ cùng nhau đi chữa nhá. Được không ạ? Các bạn thấy rằng là chúng ta học là học 4 kỹ năng. Bao gồm gì ạ? Kỹ năng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng đọc và kỹ năng viết. Thế nhưng khi đi thi các bạn chỉ thi 2 kỹ năng mà thôi. Đó chính là kỹ năng đọc và kỹ năng viết, đúng không ạ? Đây, kỹ năng đọc. Trời ơi, cái bút của chị. Đợi chị một xíu. Rồi. Chúng ta sẽ chỉ thi kỹ năng đọc và kỹ năng viết. Đây sẽ là hai kỹ năng trọng tâm để các bạn ôn thi, đúng không ạ? Thế thì các bạn nhớ rằng này, bao giờ cũng vậy, đề thi của các bạn sẽ có hai phần, đó chính là phần đọc hiểu và tiếp theo là phần gì ạ? À đây, phần viết. Hai phần rất là rõ ràng các em nhá. Các bạn có thấy rõ màn hình của chị không ạ? Chị muốn hỏi lại để chúng ta sẽ tập trung chữa đề, được không? Nhá. Đừng quên nhá, chia sẻ bài này về trang cá nhân của mình để sau này khi mà muốn tìm lại cái phần phân tích đề ấy thì các bạn còn có thể tìm lại được nhá. Thế thì nhìn ở đây cho chị này. Chị xem chị đổi wifi. Không biết là rồi, chắc có lẽ được rồi đấy. Ok, vậy thì ngữ liệu đọc hiểu của đề giáo dục sở Thanh Hóa, sở giáo dục của tỉnh Thanh Hóa thì các bạn thấy nó sẽ vào ngữ liệu là gì ạ? Là thơ, đúng không ạ? Ngữ liệu của chúng ta sẽ là thơ. Vậy thì các bạn cùng đọc với chị nhá, các em sẽ cùng đọc với chị. Đầu tiên này, đầu tiên các bạn nhìn thấy nhá. À, chúng ta sẽ đi chữa từng câu một đúng không ạ? Nhìn tổng quát qua đề đã. Chúng ta thấy phần 1 là phần đọc hiểu. Thế thì ở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa chúng ta được làm thêm phần gì ạ? Phần trắc nghiệm, đúng không ạ? Ở trong thời gian gần đây thì các bạn đã thấy có đề minh họa, có phần trắc nghiệm chưa? Chị thấy là ở đây có phần trắc nghiệm này, đúng không? Các bạn sẽ có tổng số là bao nhiêu ạ? 8 câu trắc nghiệm. Các em nhá, các em sẽ có 8 câu trắc nghiệm và sau đó thì các bạn sẽ có 2 câu vận dụng trả lời ngắn, đúng không ạ? Câu 9 và câu 10 các bạn sẽ trả lời ngắn. Đó, và sau đó thì sang phần viết người ta lại tiếp tục đưa ra tiếp cho các bạn ngữ liệu để các bạn làm gì ạ? Để các bạn phân tích. Có nghĩa là các bạn có đang nhìn thấy ở đây là đang không có câu nào ạ? Đang không có câu nghị luận xã hội. Đúng không ạ? Đang không có câu nghị luận xã hội mà chỉ có phần viết là nghị luận văn học mà thôi. Đấy là điểm đặc biệt. Đấy là điểm đặc biệt trong đề thi này. Đúng không ạ? Không hề có câu nghị luận xã hội mà sau đó thì chúng ta có luôn câu nghị luận văn học. Và trong câu nghị luận văn học chúng ta sẽ không lấy ngữ liệu ở phần đọc hiểu mà chúng ta sẽ có hoàn toàn một ngữ liệu mới và yêu cầu các bạn phải đọc được ngữ liệu này, hiểu được ngữ liệu này và từ đó thì làm sao ạ? Phân tích ngữ liệu. Đúng không ạ? Phân tích truyện ngắn Áo Tết của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Vậy thì các bạn nhớ đây, ở trong chương trình lớp 9 trong học kỳ 1 các bạn sẽ được học cách phân tích một truyện ngắn là như thế nào. Các bạn sẽ phải tập trung vào điều gì khi phân tích truyện ngắn. Thế thì xíu nữa chị sẽ hướng dẫn các em nhé. Vậy thì đấy là tổng quan của cấu trúc đề, tổng quan của cấu trúc đề này. Và các bạn sẽ cùng chị đi chữa từng phần một nhé. Các em sẽ cùng chị đi chữa từng phần một ạ.
Đầu tiên là đến phần đọc hiểu. Chúng ta sẽ thấy ngữ liệu đọc hiểu của chúng ta là về thơ, đúng không ạ? Về thơ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có những câu hỏi, những dạng câu hỏi liên quan đến thơ như thế nào? Đọc ngữ liệu sau và thực hiện yêu cầu bên dưới. Và khi chúng ta nhìn thấy phần đọc hiểu là bao giờ cũng thế, người ta sẽ đưa là 4 điểm. 4 điểm cho phần đọc hiểu. Đó. Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ, vô tư quá để bây giờ sao xuyến. Bèo lục bình mênh mang màu mực tím, nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông. Ta lớn lên bối rối một sắc hồng, phượng cứ nở hoài như đếm tuổi. Như chiều nay, một buổi chiều dữ dội, ta nhận ra mình đang lớn khôn. Biết ơn những cánh sẻ nâu đã bay đến cánh đồng, rút những cọng rơm vàng về kết tổ, đã dạy ta với cánh diều thơ nhỏ biết kéo về cả một sắc trời xanh. Biết ơn mẹ vẫn tính cho con thêm một tuổi sinh thành, tuổi của mụ con nằm trong bụng mẹ, để con quý yêu tháng ngày tuổi trẻ, buổi mở mắt chào đời, phút nhắm mắt ra đi. Đây là bài thơ trích trong thơ của Nguyễn Khoa Điềm, trích chương 1, Lời chào trường ca mặt đường khát vọng, nhà xuất bản Văn nghệ Giải phóng năm 1974. Và các bạn có thể thấy là cái trường ca mặt đường khát vọng này sau này có chương trích đất nước đấy, đúng không ạ? Có đoạn trích đất nước đã gọi là vào đề thi Trung học phổ thông quốc gia của các anh chị học sinh lớp 12 đấy. Đó, thế thì đây là thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nhá. Vậy thì những câu đầu tiên chỉ là những dạng câu hỏi làm sao ạ, nhận biết mà thôi. Vậy thì các bạn có thể tự trả lời cho chị được là với câu 1, đoạn trích trên được làm theo thể thơ gì? Các bạn có trả lời được câu 1 này không ạ? Chiếm 0,25 điểm. Nào, các bạn trả lời cho chị câu 1 đi được không ạ? Nghe ý kiến của các em. Chị muốn lắng nghe ý kiến của các bạn. Các bạn trả lời câu 1 ở đây thì chúng ta thấy là thể thơ gì? Muốn biết được thể thơ gì thì các bạn có một cái cách dễ nhất, đó chính là đếm số câu, số chữ, đúng không ạ? Đó, xem là cả bài thơ nó có thống nhất trong một cái số câu nhất định không? Trong một cái số chữ nhất định hay không? Thế thì các bạn nhìn vào đây, đúng không ạ? Câu đầu tiên là gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thế xong rồi đến câu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À, câu 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó có theo một cái quy luật nhất định nào không? À, ở đây chị đã nhận được câu trả lời rồi, chính xác. Đó là thể thơ tự do các em ạ. Đó chính là thể thơ tự do. Vậy thì nhớ nhá, khi mà người ta hỏi đến thể thơ thì các bạn có thể căn cứ dễ nhất là vào số câu số chữ. Hoặc có thể các bạn căn cứ vào đặc điểm của từng thể thơ mà các bạn được học. Thơ lục bát thì có câu 7, câu 8, đúng không? Thơ 7 chữ thì các câu có 7 chữ, thơ 8 chữ là các câu có 8 chữ, đúng chưa? Đó, thì các bạn sẽ căn cứ vào số câu, số chữ cho chị. Tiếp, câu 2. Vậy thì khi mà các bạn trả lời được như thế thì các bạn sẽ được 0,25 điểm, các em nhá. Câu số 2 này. Sắc hồng trong câu thơ ta lớn lên bối rối một sắc hồng là của sự vật nào? À, thế thì bây giờ căn cứ vào đâu để các bạn biết được? Căn cứ vào đâu để các bạn biết được là sắc hồng nó sẽ là của sự vật nào? Thế thì đọc này, bây giờ phải đọc, đúng không? Đấy, các bạn phải đọc. Ta lớn lên bối rối một sắc hồng, phượng cứ nở hoài như đếm tuổi. Ồ, của cái gì ạ? Của gì đây? Của gì nhở? Đúng rồi, rất tốt. Hai, chính là B, hoa phượng. Bởi vì sao các bạn biết được đó là hoa phượng? Các bạn sẽ căn cứ vào cái câu nối tiếp của nó, đúng chưa? Câu nối tiếp của nó. Ta lớn lên bối rối một sắc hồng. À, bắt đầu chủ thể hiện ra, đó chính là phượng. Phượng cứ nở hoài như đếm tuổi. Đấy chứ? Rồi, ok. Tiếp đến câu thứ ba cho chị nào. Xét về cấu trúc ngữ pháp, câu thơ biết ơn những cánh sẻ nâu đã bay đến cánh đồng bị lược bỏ thành phần nào? À, bây giờ là đến phần là cấu trúc ngữ pháp của câu đây. Thế thì bây giờ muốn biết được nó lược bỏ thành phần nào thì các bạn phải làm cái gì ạ? Phải làm thao tác là gì? Các bạn phải làm thao tác là gì? Đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi. Đúng chưa? Phải làm thao tác đặt câu hỏi thì chúng ta mới biết được là
À, nó đang lược bỏ thành phần gì? Vậy thì nhìn vào câu thơ ấy đây. Đây chính là cái câu thơ mà người ta yêu cầu các bạn cần phải làm gì ạ? Cần phải tìm ra xem là lược bỏ cái thành phần nào. Biết ơn những cánh sẻ nâu đã bay đến cánh đồng. Thế bây giờ các bạn đặt câu hỏi cho chị. Ai biết ơn những cánh sẻ nâu đã bay đến cánh đồng? Ồ, thế thì chúng ta mới bắt đầu trả lời được là rõ ràng. Ở đây đang bị làm sao ạ? Đang bị lược bỏ thành phần. Thành phần gì? Ồ, chị đặt câu hỏi như vậy rồi đấy. Thế thì bây giờ các bạn thấy là đang bị lược bỏ thành phần gì? Nếu mà đặt câu hỏi như vậy. Ờ, đúng rồi. Lược bỏ thành phần chủ ngữ. Rất là tốt, rất là tốt. Đang đi lược bỏ thành phần chủ ngữ các em ạ. Nhá. Thế thì khi mà người ta hỏi đến cái dạng câu hỏi lược bỏ thành phần câu thì các bạn phải đặt cái câu đó vào trong một cái câu hỏi thì các bạn sẽ biết là nó lược bỏ thành phần trạng ngữ hay nó lược bỏ thành phần chủ ngữ vị ngữ. Đấy nhá. Rồi, đến câu 4 này. Những cánh sẻ nâu đã làm gì để khiến nhân vật trữ tình cảm thấy biết ơn? Nào. Đấy. Đây. Biết ơn này. Đúng không? Đã làm gì ạ? Đã làm gì? Tìm ở đâu? Bây giờ căn cứ vào một cái khổ thơ như vậy thì các bạn sẽ tìm ra. Các bạn sẽ tìm ra được là những cánh sẻ nâu đã làm gì để khiến nhân vật trữ tình cảm thấy biết ơn. Thế thì đọc nhá. Biết ơn những cánh sẻ nâu đã bay đến cánh đồng. Bay đến cánh đồng để làm gì? Thế thì lại bắt đầu tác giả lại trình bày tiếp. Rút những cọng rơm vàng về kết tổ. Đây là một hành động. Đúng không ạ? Đấy, rồi dạy cho ta với cánh diều thơ nhỏ. Đấy, dạy ta với cánh diều biết kéo cả về sắc trời xanh. À, kéo về cả một sắc trời xanh. Thế thì bây giờ, nào, các bạn ơi, trả lời cho chị đi ạ. Trả lời cho chị câu 4. Câu 4. Các bạn sẽ chọn đáp án nào là đáp án toàn diện nhất ạ? Nhìn này, đã dạy ta với cánh diều thơ nhỏ, biết kéo về cả một sắc trời xanh. À, thế thì chắc chắn chúng ta sẽ chọn đó là đáp án B. Kem nhá. Đó, chọn cho chị đáp án B. Bởi vì sao? Khiến cho nhân vật trữ tình cơ mà. Đây này, các bạn sẽ phải gạch chân nhá, nhân vật trữ tình. Thế thì đấy là cái hành động mà dạy nhân vật trữ tình ấy làm cánh diều thật. Đã dạy ta với cánh diều thơ nhỏ và kéo cả một sắc trời xanh. Đấy nhá, rồi, tốt, đúng rồi. Ok, nhất trí nhá. Rồi, sang câu 5. Sang câu 5 cùng với chị nào. À, câu 5 thì người ta hỏi cái gì ạ? Người ta hỏi là dòng nào sau đây chứa những hình ảnh đẹp đẽ của năm tháng tuổi trẻ được tác giả nhắc đến trong đoạn trích. Bây giờ thì nhiệm vụ của các bạn là gì? Các bạn sẽ quay trở lại bài thơ và sau đó chúng mình sẽ làm sao? Chúng mình sẽ gạch chân vào những hình ảnh cho chị. Đó, các bạn sẽ gạch chân vào những hình ảnh mà các bạn tìm được. Được không ạ? Thế thì bây giờ các bạn sẽ tìm thấy những hình ảnh nào? Các bạn sẽ nhìn thấy những hình ảnh nào ạ? Đầu tiên nhá. Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ, vô tư quá để bây giờ sao xuyến. Đây, bắt đầu này, bắt đầu xuất hiện này. Bắt đầu xuất hiện hình ảnh là gì ạ? Đầu tiên là bèo lục bình, đúng chưa? Đó, rồi tiếp đến là gì ạ? Nét chữ thiếu thời. Đấy, các bạn phải gạch chân vào những hình ảnh các bạn nhìn thấy nhá. Bèo lục bình, nét chữ thiếu thời. Gì nữa? Phượng, đúng không ạ? Hình ảnh phượng cứ nở. Rồi, những cánh sẻ nâu, đúng không ạ? Phượng cứ nở hoài như đếm tuổi, như chiều nay một buổi chiều dữ dội. Ta nhận ra mình đang lớn hơn, biết ơn những cánh sẻ nâu đã bay đến cánh đồng. Rồi những cọng rơm vàng, đó. Rồi chúng ta thấy những cọng rơm vàng về kết tổ. À, sao nữa? Cánh diều thì thơ nhỏ. Và sắc trời xanh. Vậy thì bây giờ nhiệm vụ của các em là gì? Đi tìm đáp án nào, đúng không ạ? Đi tìm đáp án nào có những cái hình ảnh như thế này để chúng ta khoanh. Đúng không? Chúng ta sẽ đi tìm những đáp án nào có những hình ảnh như thế để chúng ta khoanh. Vậy thì đây,
Nhìn cho chị, đáp án nào sẽ là đáp án toàn diện ạ? Đáp án nào sẽ là đáp án toàn diện nhất ạ? Đó, thì bây giờ các bạn phải nhìn nhá. Nhìn này, kỹ năng làm câu trắc nghiệm mà có một cái đáp án mà nó quá là dài thì các bạn phải nhìn. Bèo lục bình, tất cả cũng có bèo lục bình, đúng không? Nét chữ thiếu thời, có tất cả cùng là thế. Rồi, phượng cứ nở, tất cả cũng có phượng cứ nở. Rồi, ở đây mái trường, không có mái trường, gạch luôn. Loại luôn câu A, đúng không ạ? Rồi, những cánh sẻ nâu, cả ba cái này cũng có những cánh sẻ nâu. Cánh đồng, cả ba cái này cũng có cánh đồng. Rồi, những cọng rơm vàng, cả ba cái cũng có những cọng rơm vàng. À, tiếp này, cánh diều thơ nhỏ, cả ba cái phần này đều có cánh diều thơ nhỏ. Đây chị chấm cho các bạn nhìn thấy, đúng không? Rồi, phượng cứ nở, cả ba cái đều có phượng cứ nở. Trời sắc trời xanh, đều sắc trời xanh. À, thế thì bây giờ dòng lưu bút có không? Không có. Thầy cô và bạn bè có không? Không có. Vậy thì đấy là cái phương án để các bạn tìm, và đáp án sẽ là C. Các em nhớ, đáp án của chúng ta sẽ là C. Đó, thì các bạn cứ đối chiếu với những cái hình ảnh mà các bạn đã gạch chân ở trong ngữ liệu. Và sau đó thì các bạn sang đây, các bạn gióng cột, các bạn tìm. Đó, các bạn gióng cột, các bạn tìm thì các bạn loại luôn được ba cái đáp án này theo cái phương pháp như thế. Và sau đó thì các bạn sẽ chọn C cho chị nhá. Rồi, tiếp nào, câu 6. Câu 6, à các bạn đang không nhìn rõ à? Đây, chị sẽ để gần hơn nhá. Các bạn nhìn rõ hơn chưa ạ? Không biết là các em nhìn rõ hơn chưa? Nếu mà rõ hơn rồi thì bảo chị nhá. Rồi. Ok, vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục được không nào? Với câu 6 này. Với câu 6, các bạn nhìn thấy nhá, câu thơ nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông, sử dụng biện pháp tu từ nổi bật nào? À, thế bây giờ nào, bây giờ thì chúng ta trả lời dễ rồi. Căn cứ vào đặc điểm của các biện pháp tu từ, và đặc biệt là các bạn nhìn thấy cái dấu hiệu để các bạn tìm ra này, đó là từ như, đúng không? Đó là từ như. Vậy thì bây giờ có từ như rồi thì chắc chắn nó là gì? Nó là so sánh, đúng không? Chắc chắn nó là so sánh rồi, không việc gì phải tranh cãi rồi, được không? Rồi, câu 6 như câu cho điểm luôn. Tiếp sang câu 7 nhá. Câu 7 này, khổ thơ cuối giúp em hiểu gì về những khoảng thời gian trong cuộc đời mỗi người? Thế thì bây giờ giúp em hiểu gì, gạch chân cho chị, về khoảng thời gian trong cuộc đời của mỗi người? Thì bây giờ các bạn sẽ quay trở lại để cùng đọc cái khổ thơ cuối nhá. Nào, khổ thơ cuối tác giả viết là gì ạ? Biết ơn mẹ vẫn tính cho con thêm một tuổi sinh thành. Tuổi của mù, con nằm trong bụng mẹ, để con quý yêu tháng ngày tuổi trẻ. Buổi mờ mắt chào đời, phút nhắm mắt ra đi. À, thế thì bây giờ sang đáp án này, quay trở lại đáp án nhá. Các bạn nhìn thấy này, người ta đưa ra đáp án là gì? À, những khoảng thời gian trong cuộc đời mỗi người đều rất ý nghĩa và thiêng liêng. Đấy, rồi trong cuộc đời mỗi người, thời thơ ấu là thời kỳ có nhiều niềm vui nhất. Thời gian không bao giờ quay lại, nên ta cần trân quý sử dụng thời gian có ý nghĩa. Vậy thì các bạn chọn gì ạ? Với câu 7 này các bạn chọn đáp án nào? Phương án nào? Có phải là chúng ta cần phải trân quý thời gian không? Chúng ta cần phải biết được là gì ạ? Mọi cái khoảnh khắc trong cuộc đời của chúng ta đều có ý nghĩa không? Đúng không? Đều là thiêng liêng, bởi vì biết ơn mẹ đã cho con thêm tuổi mụ, đúng không ạ? Đó, và con cần phải trân quý điều đó, con cần phải sử dụng thời gian có ý nghĩa. Thế cho nên đối với câu 7 này, các bạn sẽ chọn cho chị phương án D. Đó chính là cả A và C đều đúng. Đó, cả A và C đều đúng với cái khổ thơ cuối, các em nhé. Rồi, câu 8 này. Ý nào nhận xét không đúng? À, người ta đã in đậm cho các bạn cái từ không đúng rồi. Về các hình ảnh được nhắc đến trong đoạn trích. Thế thì bây giờ, nào, bây giờ các bạn chọn dễ rồi. Câu 8. Câu 8 nhá. Ý nào nhận xét không đúng về các hình ảnh được nhắc đến trong đoạn trích? À, là những hình ảnh đẹp đẽ trong sáng về những năm tháng tuổi niên thiếu. Có không? Có chứ.
Đúng không? Tất nhiên là có rồi. Là những hình ảnh gần gũi quen thuộc đối với mỗi người, tất nhiên. Hình ảnh thời niên thiếu thì ai cũng trải qua. Thế cho nên nó luôn gần gũi và quen thuộc. Là hình ảnh kỳ vĩ lớn lao trong những năm tháng ta đã đi qua. Có không ạ? Có phải là kỳ vĩ và lớn lao không? Phải tập trung nhìn vào cái gì ạ? Với từ mà người ta sử dụng ấy. Ở đây đều là những hình ảnh làm sao ạ? Đều là những hình ảnh bình dị, quen thuộc, thân thiết. Đúng chưa nào? Thế thì chúng ta phải loại trừ cái đáp án C này thôi, bởi vì nó không hề có một cái hình ảnh kỳ vĩ lớn lao nào ở trong đây. Thế thì ở câu D là những hình ảnh gửi cảm xúc về thuở thiếu thời, có chứ. Thế thì các bạn sẽ chọn đáp án không đúng là đáp án nào ạ? Đáp án C. Kem nhá. Và như vậy, khi mà kết thúc phần trắc nghiệm này, có bạn nào tự tin là mình đúng hết không ạ? Các em có tự tin là mình đúng hết các đáp án ở trong phần trắc nghiệm không? Các bạn có thể comment xuống cho chị biết nhá. Nào, các bạn có tự tin là mình đúng hết không ạ? Cho chị biết xem nào. Có bạn nào đúng hết không? Có bạn nào đúng hết khi mà làm trắc nghiệm của đề này không? Chưa thấy bạn nào trả lời, có nghĩa là chưa đúng hết à? Vẫn sai 1 đến 2 câu à? Đó, thì các bạn phải tập trung lưu ý nhá, đối với đề của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa thì chúng ta sẽ có 8 câu trắc nghiệm. Đó, đây là cấu trúc thi của Thanh Hóa. Thế thì các bạn nào, những bạn ở Thanh Hóa, các bạn phải lưu ý cho chị, bởi vì trong đề thi của chúng ta có phần trắc nghiệm là các em phải học kỹ, bởi vì những phần tri thức ngữ văn có trong phần trắc nghiệm này á là các bạn được học cả ở năm lớp 8 nữa cơ, chứ không chỉ là lớp 9 các bạn học. Thế thì các bạn phải có cho mình một kế hoạch ôn tập cả nội dung kiến thức của lớp 8 nữa. Kèm nhá. Đó, rồi sang câu 9 với chị. Câu 9 sẽ là câu thuộc dạng trả lời ngắn. Nhận xét về tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình thể hiện qua đoạn trích. Đây sẽ là phần các bạn trả lời ngắn này. Thế thì sau khi mà các bạn đã đọc xong bài thơ này, sau khi mà các bạn đọc xong bài thơ này thì các bạn sẽ phải nhận ra tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình thể hiện. Thế thì chúng ta thấy là nhân vật trữ tình ấy đang làm sao ạ? Đang nhớ về, đúng không ạ? Những cái năm tháng thuở thiếu thời với những cái hình ảnh bình dị và quen thuộc. Thế thì cảm xúc lúc bấy giờ của nhân vật trữ tình như thế nào? Chắc chắn nó sẽ mang một cái tâm trạng rất là bồi hồi và đôi phần có sự tiếc nuối. Đúng không? Thì các bạn sẽ phải trả lời câu 9 này cho chị theo những cái ý. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng những cái từ ngữ như là xao xuyến. Đúng không ạ? Từ xao xuyến. Rồi gì nữa ạ? Bồi hồi. Hay là tiếc nuối. Đó, tiếc nuối. Về những cái gì? À, về những tháng ngày thơ ấu đẹp đẽ. Đúng chưa? Ngoài cái tâm trạng bồi hồi xao xuyến tiếc nuối ấy thì chúng ta còn thấy là việc mà tác giả nêu ra, tác giả kể ra những cái năm tháng đó còn muốn thể hiện cái niềm trân trọng với những cái điều bình dị. Đó, trân trọng những điều bình dị. Những điều bình dị. Nhá, những gì thân thuộc quanh mình và thể hiện một cái lòng biết ơn về công lao sinh thành của người mẹ. Rõ ràng ở cuối bài tác giả đã nói đây này, biết ơn mẹ vẫn tính cho con thêm một tuổi sinh thành. Thế thì đây chính là một cái gì ạ? Một cái thái độ, một cái niềm trân trọng biết ơn đối với công lao sinh thành của mẹ. Để rồi nhân vật trữ tình ấy luôn trân quý những tháng ngày tuổi trẻ, từ buổi mờ mắt chào đời cho đến những cái giây phút cuối đời, phút nhắm mắt ra đi. Được chưa? Nhá. Thế thì đấy chính là dạng câu hỏi ngắn. Đó, khi mà các bạn trả lời được hai ý như vậy thì các bạn sẽ được một điểm. Khi mà các bạn trả lời hai ý như vậy thì các em sẽ được một điểm, được chưa nào? Nhá. Rồi, câu 10. Em hãy rút ra thông điệp ý nghĩa từ đoạn thơ trên, viết về thông điệp đó bằng một đoạn văn khoảng 8 câu. Thế thì gạch chân cho chị là đoạn văn. Nha. Chúng ta sẽ có một đoạn văn khoảng 8 câu nói về thông điệp ý nghĩa từ đoạn thơ. Vậy thì với dạng câu hỏi nêu ra thông điệp ý nghĩa
Nó rất là linh hoạt. Nó sẽ rất là linh hoạt. Bởi vì sao? Với các bạn có thể lựa chọn những cái thông điệp mà các bạn cảm thấy có ý nghĩa nhất đối với các em. Đáp án thì không khôn mẫu các em là phải đưa ra thông điệp này, phải đưa ra thông điệp khác. Nhưng đối với các bạn, khi mà các bạn đọc thơ, các bạn sẽ rút ra từ cái gì ạ? Từ chủ đề bài thơ, từ nội dung của bài thơ, từ những cái hình ảnh xuất hiện ở trong bài thơ mà chúng ta có cho mình một vài những cái gì ạ? Những cái thông điệp để các bạn đưa vào bài viết. Thế thì chúng ta sẽ có một vài những cái thông điệp và lý giải về ý nghĩa của thông điệp đó. Có thể lựa chọn thông điệp về ví dụ về gì ạ? Về lòng biết ơn, đúng không ạ? Về lòng biết ơn đều được, biết ơn công sinh thành dưỡng dục của mẹ, đúng chưa? Rồi chúng ta có thể nói về gì ạ? Trân trọng những điều bình dị. Trân trọng những điều bình dị. Được chưa nào? Vân vân và vân vân. Đấy, thế thì ví dụ nhá, chúng ta nói về cái thông điệp lòng biết ơn này đi. Thì các bạn sẽ nói như thế nào? Các bạn, câu mở đầu của các bạn phải khẳng định được là à, vậy thì đối với em, thông điệp ý nghĩa nhất khi mà đọc đoạn thơ trên chính là, à, chính là trong cuộc sống mỗi người cần phải biết nuôi dưỡng lòng biết ơn. Đó, vậy thì tại sao phải nuôi dưỡng lòng biết ơn? Thế thì các bạn sẽ lý giải với khoảng 6 câu hoặc 5 câu để lý giải về cái lòng biết ơn đó. Và sau đó thì các bạn sẽ kết luận lại, đúng không? Chúng ta thấy là lòng biết ơn sẽ giúp cho chúng ta phát huy kế thừa truyền thống tốt đẹp, giúp con người sống có tình có nghĩa, biết yêu thương, san sẻ, gắn kết giữa con người với con người. Rồi lòng biết ơn giúp cho con người chúng ta hoàn thiện về nhân cách, hướng con người ta đến lối sống nghĩa tình lành mạnh. Và lòng biết ơn cũng giúp xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, giúp cho chúng ta có được một cái lối sống làm sao uống nước nhớ nguồn, luôn ghi nhớ và trân trọng những điều mà những điều mà cha mẹ hay người khác trao cho mình. Đó, thì vậy thì chúng ta sẽ kết luận lại là gì ạ? Lòng biết ơn nó luôn luôn quan trọng trong cuộc sống này. Và các bạn có thể lấy một cái câu danh ngôn, châm ngôn nào đó để làm gì ạ? Để kết luận cho lòng biết ơn nhá, đều được. Vậy thì đấy, hãy nhớ cho chị là chúng ta chỉ trình bày trong một đoạn văn mà thôi. Thì đoạn văn đó khoảng 8 câu, một câu mở đầu là các bạn phải khẳng định được thông điệp các bạn muốn nêu ra. Và bắt đầu câu văn thứ hai là các bạn sẽ đi nêu và giải thích, lý giải vì sao đó là thông điệp mà các bạn lựa chọn. Và cuối cùng các bạn tổng kết lại cái vai trò, cái tầm quan trọng của việc là à, con người của chúng ta có lòng biết ơn, hay là con người chúng ta luôn trân trọng những điều bình dị xung quanh mình. Đó nhá. Đấy, thế thì đoạn văn thì thường thường ở cái câu này này, khi mà viết đoạn văn chị vẫn thường khuyên các bạn là chúng mình sẽ lựa chọn dạng là gì ạ? Diễn dịch hoặc có thể là tổng phân hợp. Thì điều đó sẽ giúp các bạn, khiến cho các bạn rất dễ dàng trong việc triển khai các ý. Diễn dịch thì các em có thể là câu mở đầu nêu chủ đề, và sau đó các câu tiếp theo các bạn triển khai cái chủ đề đó ra, phân cấp ra từng cấp độ một. Tổng phân hợp cũng vậy, nhưng mà tổng phân hợp thì nó sẽ bao quát hơn với một cái điều, đó chính là cái câu cuối ấy. Nó sẽ tổng kết lại tất cả những thứ mà các em đã phân tích ở phía trên. Đấy nhá, thì các bạn sẽ linh hoạt xem là đối với kiểu đoạn văn nào đấy thì các bạn thấy là mình sẽ dễ dàng viết hơn để chúng ta áp dụng vào bài viết của mình. Được chưa nào? Đấy nhá, thì đấy chính là phần đọc hiểu. Và nhớ, phần đọc hiểu của chúng ta sẽ gồm 10 câu, bao gồm 8 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận ngắn. Đó, 2 câu trả lời ngắn. Đó là xong việc chúng ta trả lời đọc hiểu. Và các bạn sẽ đạt 4 điểm nếu các em làm đầy đủ và gãy gọn ở cái phần đọc hiểu này. Phần đọc hiểu chúng ta không cần trả lời lan man dài dòng, các bạn chỉ cần chú ý thôi là được rồi, là được điểm rồi. Có ý là các thầy cô sẽ cho điểm nhá. Về phần 2 là phần viết. Phần viết như chị đã nói, chúng ta sẽ chiếm 6 điểm trong bài thi. 6 điểm trong bài thi, thế cho nên các bạn cần phải lưu ý hết sức trong cái quá trình mà viết bài. Chị có đề minh họa tỉnh Đồng Tháp không? Hình như là chị, theo chị được biết thì là Đồng Tháp chưa ra đề minh họa em ạ. Các bạn cứ đợi nhá. Những tỉnh nào có đề minh họa thì trên fanpage của Học Văn Chị Hiên Trung Học Cơ Sở lớp 6789 chị sẽ cập nhật cho các em nha, chị sẽ cập nhật cho các bạn.
Được chưa? Nào thế thì sẵn sàng đi vào phần 2 là phần viết chưa ạ? Sẵn sàng đi vào phần viết chưa? Sẵn sàng đi chữa phần viết chưa ạ? Thì chị sẽ cùng các bạn đi nói về phần viết ạ. Về phần phân tích truyện ạ. Chị không có lịch live cố định đâu. Thế cho nên là sẽ có những buổi chị có thể sắp xếp để lên đây phát trực tiếp cùng với các bạn được. Các bạn cứ theo dõi bếp nhá. Các em cứ theo dõi bếp để xem. Ấn theo dõi bếp ấy là hình như là những cái phần phát trực tiếp nó sẽ thông báo về Facebook cho các em đấy. Được chưa? Rồi, vậy thì các bạn nhìn thấy này, ngữ liệu của truyện ngắn áo Tết này. Chúng ta sẽ có ngữ liệu cũng khá là ngắn, không hề dài đâu ạ. Và bây giờ thì nhiệm vụ của các em là gì? Các em phải đọc hiểu. Các bạn cũng phải đọc hiểu truyện ngắn áo Tết thì các bạn mới phân tích được truyện ngắn này. Thế thì để có thể phân tích được truyện ngắn thì các bạn sẽ đi học phần tri thức ngữ văn và phần viết phân tích một văn bản truyện ở trong chương trình kỳ 1 năm lớp 9. Đó, đối với các bạn ở trong khóa VIP của Học Văn Chị Hiên thì các bạn ấy đã được học phần phân tích truyện rồi, là các bạn đã làm được cái đề này rồi. Các bạn đã giải quyết được hết cái đề này rồi đấy. Đối với các bạn ở trong khóa VIP của Học Văn Chị Hiên đó. Đó, thì các em có thể cân nhắc nhá. Nếu bạn nào mà muốn luyện đề sớm, nếu bạn nào mà muốn nắm chắc kiến thức cơ bản sớm thì các em có thể tham khảo khóa Học Văn VIP lớp 9 của Học Văn Chị Hiên. Đến thời điểm hiện tại, các khóa học cũng đã đang dần dần đi tới những cái buổi học mà gọi là học gần hết học kỳ 1 rồi. Các bạn ạ. Đó, có những khóa học đã học gần hết học kỳ 1 rồi, các bạn hoàn toàn có thể xử lý được cái đề này rồi. Đó, các em có thể cân nhắc. Và cái phần mà chị ghim á, cái link mà chị ghim đấy là chính là link đăng ký khóa học Văn VIP lớp 9, các em có thể tham khảo nhá. Còn bạn nào mà muốn có một cái lộ trình cho những phần mà mình muốn ôn thêm thì các em cứ nhắn về bếp cho chị, được chưa? Rồi, các bạn quay trở lại cùng với chị với chuyện ngắn áo Tết. Đây là một chuyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, một nhà văn gần đây được rất nhiều các độc giả đón đọc. Đó, thì các bạn nhìn này, chúng ta cùng đọc truyện nhá. Con bé em cười tủm tỉm khi nghĩ tới cái áo đầm màu hồng mà má nó mới mua cho. Tết này mình mà mặc cái áo đó đi chơi, đẹp như tiên cho mà coi. Nó nghĩ và nó muốn chia sẻ với con Bích bạn nó. Con Bích ở trong hẻm, nhà nó nghèo, má nó đi bán bắp nướng ngoài đầu hẻm. Con bé em không thích con Bích vì nó hiền, với lại ngồi kế nhau từ lớp 1 tới lớp 5, làm sao mà không thân cho được. Hôm 26, học buổi cuối năm, hai đứa nôn Tết quá trời nên tính trước. Nếu mùng 1 con bé em đi về ngoại thì mùng 2 hai đứa đi tới nhà cô giáo. Bây giờ con bé em tính trong đầu, tới bữa đó chắc nhiều bạn nữa, cho nên nó sẽ mặc cái áo đầm mới thắt nơ, bầu viền kim tuyến cho tụi bạn lé con mắt luôn. Con Bích đang ngồi nướng bắp, thế cho má nó đi xách cặn cho heo. Em bé muốn khoe liền nhưng bày đặt nói xem. Còn mấy ngày nữa Tết rồi hen, mày có đồ mới chưa? Có, má tao đưa vải cho cô ba thợ cắt rồi. Má tao nói gần Tết đồ nhiều, dồn đống, chắc tới 28 mới lấy được. Vậy mày được mấy bộ? Có một bộ à? Con bé em trợn mắt, ít quá vậy. Con út mót với con út hết được hai bộ, tao lớn rồi, nhường cho tụi nó. Vậy à? Bé em mất hứng hẳn, nó lượng khựng, nửa muốn khoe, nửa muốn không. Nhưng rõ ràng là con Bích không quên nó. Con mây, bốn bộ, má tao mua cho đủ mặc từ mùng 1 tới mùng 4, bữa nào cũng mặc đồ mới hết trơn. Trong đó có bộ đầm hồng nổi lắm, hết sẩy luôn. Mày sướng rồi. Con Bích nói xong vẫn cười, nhưng mắt nó xịu xuống, buồn hẳn. Nhà nó nghèo, sao bì được với nhà con bé em. Hồi nhỏ, nó chuyên mặc áo con trai của anh hai để nó để lại. Áo nó thì chuyển cho mấy đứa em. Tới con út hết là đồ cũ đã mềm, mỏng tang, kéo nhẹ cũng rách. Được cái mấy chị em nó biết thân, lo học chứ không so đo chuyện cũ mới. Má nó nói hoài, nhà mình nghèo quá à, ráng vài năm nữa khá giả rồi má sắm cho.
Con bé em nhìn con Bích lom khom, rồi cúi xuống, chở chở trái bắp nướng. Bộ đồ mày may chắc đẹp lắm. Bữa mùng hai, mày mặc bộ đó đi nhà cô Hen. Rồi tới mùng một, mùng hai, bé em lại rủ con Bích đi chơi. Hai đứa mặc đồ hơi giống nhau, chỉ khác là con Bích mặc áo trắng bông sen, còn bé em thì mặc áo thun có hình mèo bự. Cô giáo tụi nó khen. Hai đứa cười, lúc coi hai đứa lớn hết trơn rồi, cao nhong. Hai đứa cười, lúc đó con bé em nghĩ thầm, mình mà mặc bộ đầm hồng, thế nào cũng mất vui. Bạn bè phải vậy chứ, đứa mặc áo đẹp, đứa mặc áo xấu coi gì được. Vậy sao coi là bạn thân? Nhưng Bích lại nghĩ khác, bé em thương bạn như vậy, tốt như vậy, có mặc áo gì, Bích vẫn quý bé em, thiệt đó. Nguyễn Ngọc Thư, Xa Xóm Mũi, tập truyện, nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội, năm 2016. À các bạn ơi, vừa rồi thì chị và các bạn cũng đã cùng nhau đọc truyện ngắn Áo Tết của nhà văn Nguyễn Ngọc Thư. Vậy thì hãy nhớ này, các bạn luôn có một cái lo lắng là gì ạ? Là trong quá trình mà đi thi, thì nếu em không nắm được thông tin liên quan đến tác giả tác phẩm, thì em phải làm như thế nào? Vậy thì các bạn cứ yên tâm, trong cấu trúc đề thi chuẩn nhá, trong cấu trúc đề thi chuẩn, bao giờ người ta cũng phải có một phần chú thích về tác giả và tác phẩm cho các bạn, để các bạn nắm được về tác giả đó, được không ạ? Thế thì ở đây, người ta cũng chú thích cho các bạn về tác giả nhà văn Nguyễn Ngọc Thư. À, sinh năm 1976 tại xã Dân Duyệt, huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau, là một trong những nhà văn nữ nổi tiếng nhất của Việt Nam đương đại. Đây là nhà văn ở thời kỳ đương đại. Đó, bà bắt đầu viết văn từ năm 1997 và nhanh chóng gây được nhiều tiếng vang với những truyện ngắn mang đậm chất Nam Bộ như Sông Nhỏ Lở Quanh, Nước Chảy Mây Trôi, Cánh Đồng Bất Tận. Các bạn có thể đã nghe đến tác phẩm này rồi, đã chuyển thể thành phim rồi đấy, được không? À, tác phẩm của Nguyễn Ngọc Thư thường tập trung vào đề tài cuộc sống của người dân miền Tây sông nước. Sáng tác của bà thể hiện vốn sống phong phú và một khả năng quan sát tinh tế, lối viết độc đáo và giàu cảm xúc, sử dụng ngôn ngữ giản dị mộc mạc nhưng vẫn giàu chất thơ, tạo nên những câu chuyện vừa chân thực vừa lãng mạn. Đây chính là phần gì ạ? Phong cách sáng tác, đúng không? Đây chính là phong cách sáng tác mà các bạn cần tìm thế này. Thế thì người ta cũng đã cung cấp cho các bạn về thông tin liên quan đến tác giả rồi. Các em cứ yên tâm về điều đó, không việc gì phải lo lắng là à em không nêu được về tác giả, bởi vì em không biết gì về tác giả ý cả. Người ta sẽ có phần chú thích cho các em nhá. Đó, nhiệm vụ của các em là gì? Học kỹ phần dàn bài để làm sao đi thi thì các bạn sẽ nêu được những thông tin cơ bản liên quan đến tác giả đó. À, nay em mới được luyện đề bài Ông Ngoại của Nguyễn Ngọc Thư xong rồi. Các bạn cứ luyện đề nhiều là các bạn sẽ vỡ ra mà, là các bạn sẽ xử lý được mà. Thế thì bây giờ quay trở lại với cái đề thi này, quay trở lại với cấu trúc đề thi minh họa này, thì người ta yêu cầu các em là phân tích truyện ngắn. Đó, người ta yêu cầu các bạn là phân tích truyện ngắn. Vậy thì phân tích truyện ngắn các bạn sẽ bao gồm phân tích cái gì? Thế thì bây giờ bật mí cho các bạn một chút xíu nhá. Đối với phân tích truyện ngắn ý, thì các bạn sẽ cần phải phân tích cho chị về gì ạ? Về những cái yếu tố đặc trưng của truyện ngắn. Đấy, về những cái yếu tố đặc trưng của truyện ngắn. Biết là bao gồm cái gì không? Biết là bao gồm những cái yếu tố nào không? Nào, có bạn nào đã được học về cái phần phân tích truyện ngắn này chưa? Các bạn ở trong khóa học của Hóa Văn Chị Hiên thì các bạn ấy đều đã được học rồi đấy. Nào, thế phân tích về truyện ngắn thì các bạn sẽ phải phân tích cái gì? Đầu tiên này, các bạn sẽ phải nêu được nội dung chủ đề. Nội dung chủ đề. Đấy là trong yêu cầu cần đạt nhé. Tiếp này, nêu và phân tích được tác dụng. Đầu tiên là phải nêu đã và phân tích tác dụng. Tác dụng của gì ạ? À, của những nét đặc sắc. Nét đặc sắc. Nhưng những nét đặc sắc này là về gì? Về hình thức nghệ thuật.
Về hình thức nghệ thuật. Đối với việc thể hiện nội dung. Đó, thì các bạn lưu ý cho chị là đây chính là yêu cầu cần đạt của một bài văn phân tích tác phẩm truyện. Nhá, đấy là về nội dung. Chúng ta phải đảm bảo được là gì? Chúng ta phân tích được nội dung chủ đề. Và các bạn phân tích được những cái nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật đối với việc thể hiện nội dung. Thế còn yêu cầu về hình thức là sao? Các bạn phải có lập luận chặt chẽ. Các bạn phải có những bằng chứng tin cậy trích ra từ tác phẩm. Các bạn phải biết diễn đạt một cách mạch lạc. Các bạn phải biết sử dụng phương tiện liên kết hợp lý. Đấy là yêu cầu về mặt hình thức. Vậy thì các bạn biết rồi, quy trình viết của các bạn, đúng không? Quy trình viết của chúng ta phải trải qua bao nhiêu bước? 4 bước, đúng không? 4 bước trong quy trình viết. Bao gồm gì ạ? Bao gồm gì? Chuẩn bị, tìm ý và lập dàn ý, viết bài, xem lại và chỉnh sửa rút kinh nghiệm. Thế thì có hai cái bước vô cùng quan trọng để các bạn có thể hình thành được một cái bài viết. Đó là bước gì ạ? Bước các bạn tìm ý và lập dàn ý ấy. Chuẩn bị thì các bạn phải chuẩn bị cái gì? Các bạn xác định cho mình một cái tâm thế khi mà viết. Các bạn phải đi thu thập dữ liệu để có thể viết được bài. Sau đó thì các bạn chuyển sang đến bước tìm ý và lập dàn ý. Trong bước tìm ý và lập dàn ý thì các bạn sẽ có cái bước tìm ý là bước cũng vô cùng quan trọng nhá. Tìm ý bằng cách nào? Vậy thì bây giờ thường thường các bạn khi mà các bạn viết bài ấy, cứ như thế là các bạn ngồi các bạn viết, các bạn đọc đề xong các bạn viết, hay là các bạn sẽ đi tìm ý, đi lập dàn ý rồi các bạn mới viết bài? Các bạn có thể cho chị biết không? Các bạn vẫn thường làm cái bài viết, các bạn viết bài như thế nào? Các bạn có trải qua bước tìm ý và lập dàn ý không? Các bạn có định hình cho mình là mình sẽ cần phải trình bày cái gì ở trong bài viết này không? Có không? Nào, có thể cho chị biết không? Các em có làm những cái bước như vậy không ạ? Hay là các bạn viết luôn? Các bạn cứ thế mà chúng mình vào viết luôn. Nào. Ngồi viết luôn à? Hay sao? Hãy nhớ nhá. Tìm ý đối với chương trình trung học phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 là một cái nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Vậy thì các bạn đã biết cách tìm ý chưa? Các bạn biết cách tìm ý, phương pháp tìm ý bằng đặt câu hỏi không? Đó, các bạn học sinh của Hòa Văn Chị Hiên thì luôn luôn trải qua các bước đó thì các bạn mới viết. Chứ các bạn không bộp cái vào các bạn viết ngay. Bởi vì sao? Nếu các em viết bài luôn ý, thì các bạn sẽ viết theo cái kiểu là nghĩ gì viết đó. Và sau khi mà đang viết xong tự nhiên lại nảy ra một cái ý rất là hay, mình muốn chèn vào, thì đấy nó sẽ khiến cho cái bài viết của các bạn không được mạch lạc. Và các bạn sẽ khiến cho bài viết không đảm bảo về mặt hình thức là mạch lạc trong khi viết. Đúng không ạ? Liên kết thì cũng không có liên kết nhiều. Thế thì các bạn phải có bước tìm ý để làm gì? Chúng ta xác lập cho mình một cái hệ thống ý trong quá trình viết. Vậy thì muốn xác lập được hệ thống ý đó, các bạn phải có kỹ năng để chúng ta tìm ra được các ý. Ví dụ với nội dung chủ đề, các bạn sẽ phải tìm hiểu cho chị, đặt ra cho chị những câu hỏi. Chủ đề chính của tác phẩm ấy là gì? Vậy thì để tìm được chủ đề, các bạn căn cứ vào đâu? Căn cứ vào nhan đề. Căn cứ vào gì ạ? Căn cứ vào những hình ảnh. Đúng không? Căn cứ vào những biện pháp tu từ thể hiện trong đó. Đấy, sau đó các bạn trả lời cho chị cái câu hỏi là gì? Chủ đề ấy được thể hiện như thế nào trong tác phẩm? Vậy gì? Bây giờ chúng ta sẽ tìm xem là tác phẩm ấy nó được chia làm bao nhiêu phần. Phần 1 nội dung là gì, liên quan như thế nào đến chủ đề mình đã xác định. Phần 2 cũng là nội dung là gì và liên quan thế nào đến chủ đề mình đã xác định. Đấy là bố cục. Và cuối cùng là chủ đề ấy gợi ra cho các em thông điệp suy nghĩ tình cảm gì ở người đọc. Cứ trả lời được các câu hỏi như vậy thì các bạn sẽ phân tích được nội dung chủ đề. Đó, các bạn sẽ phân tích được cái yếu tố đầu tiên là nội dung chủ đề. Vậy thì đây các bạn có thể nhìn thấy đáp án này. Các em có thể nhìn thấy đáp án của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa nhé. Đầu tiên, khi mà các bạn đảm bảo được thể thức, dung lượng, yêu cầu của một bài văn nghị luận văn học thì các em sẽ được 0,25 điểm. Thế thì đồng nghĩa với việc nếu các bạn làm đoạn văn thì các bạn sẽ bị mất điểm phần này, mất 0,25 điểm. Được không ạ? Nếu các bạn làm đoạn văn.
Nếu các bạn viết bài văn thì các bạn phải có đủ bố cục là gì? Mở bài, đúng không ạ? Thân bài và kết bài. Nhá, mở bài, thân bài và kết bài. Được chưa? Tiếp, xác định đúng nội dung chủ yếu cần nghị luận 0,25 điểm. Đó. Được chưa? Xác định đúng. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy ở đây, nó là gì? Chuyện ngắn này nói về cái gì? Cái sự gì ạ? Sự đồng cảm, đúng không ạ? Một cái sự đồng cảm của con người đối với con người trong cái hoàn cảnh khó khăn. Thế bây giờ các bạn xác định đúng đi, là nội dung chủ đề của cái văn bản ấy, nội dung chủ yếu của cái chuyện ngắn này, thì các em sẽ được tiếp 0,25 điểm. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ triển khai. Đó nhá, chị show ra cái đáp án này để các bạn nắm được là à, người ta ra đáp án như thế nào. Và thường thường các bạn vẫn mơ hồ về barem chấm đúng không? Thì đây, barem chấm của chúng mình đây. Các bạn sẽ dựa vào đây để các bạn hình thành cho mình những cái bài viết sau này nhá. Tiếp phần C, triển khai hợp lý nội dung bài văn. Có thể viết bài văn theo hướng sau. Nào, 1. Giới thiệu tác phẩm truyện và nêu ý kiến khái quát về tác phẩm. Đấy, giới thiệu thì bao gồm chúng ta sẽ giới thiệu liên quan đến tác giả Nguyễn Ngọc Tư thì ở trong phần chú thích các em đã có rồi, đúng không? Trong phần chú thích đây này, người ta đã nêu ra cho các bạn Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nữ như thế nào, nổi tiếng ở thời kỳ nào và phong cách sáng tác của bà ấy ra sao rồi. Thế thì các bạn đã nghiễm nhiên có một đoạn viết như thế rồi. Đấy, Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn độc của đất Nam Bộ. Bà là cây bút đa tài, sáng tác thành công nhiều thể loại như truyện ngắn, tản văn, tiểu thuyết. Đúng chưa? Rồi, văn phong của Nguyễn Ngọc Tư thì thế nào ạ? Văn phong của Nguyễn Ngọc Tư thì trong sáng bộc mạc, thể hiện hồn tâm hồn tinh tế, nhạy cảm và giàu yêu thương. Và sau đó thì nói đến chuyện ngắn Áo Tết. À, đây là một cái chuyện ngắn kể về tình bạn đẹp giữa bé Em và bé Bích. Đó là những đứa trẻ có tâm hồn trong sáng, giàu tình yêu thương. Và chúng ta cảm nhận được tâm hồn trong sáng, tấm lòng nhân hậu của những bạn nhỏ, từ đó biết trân trọng tình bạn. Đúng không? Thế thì khi mà các bạn nêu được như vậy thì các bạn sẽ được 0,5 điểm. Khi mà các bạn nêu được yếu tố liên quan đến tác giả và tác phẩm như thế, khái quát được nội dung của tác phẩm như thế thì các em sẽ được 0,5 điểm. Được chưa? Và sau đó các bạn sẽ đi vào phần phân tích. Nào, thế thì đây, các bạn nhìn nhá, đối với phần phân tích chuyện này, chúng ta sẽ phải đi làm thao tác là tìm ý tiếp theo. Đó chính là gì ạ? À, các bạn đi tìm về bố cục, đúng không? Nội dung, từng phần là gì? Ở trong từng phần đó có những cái đặc sắc nghệ thuật nào được thể hiện? Rồi biểu hiện cụ thể của những đặc sắc nghệ thuật ấy thể hiện qua ngôi kể, qua cách xây dựng nhân vật, qua cách xây dựng tình huống chuyện, rồi ngôn ngữ ra sao? Đúng chưa? Ồ, vậy thì bây giờ xong một cái phần đầu tiên là chúng ta làm gì ạ? Nêu khái quát, bây giờ phân tích này. Phân tích này, các bạn sẽ nhìn thấy đầu tiên điểm nổi bật nhá. Nêu và nhận xét cái điểm nổi bật đầu tiên này. Chuyện ngắn Áo Tết của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã khắc họa chân thực, sinh động tình cảm yêu thương giữa người bạn tốt. Đó là câu chuyện về tình bạn đẹp giữa bé Em và Bích, đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Đầu tiên đi nói về gì ạ? Nói về tình bạn, khắc họa một cách chân thực và sinh động. Được khắc họa một cách chân thực và sinh động. À, vậy thì sau khi mà các bạn đã nêu được luận điểm ở ngay đầu đoạn văn thì các bạn sẽ trình bày cho chị cái gì? Những luận cứ nhỏ hơn, đúng không? Đầu tiên thể hiện qua cái gì ạ? Thể hiện qua tình cảm chân thành, trong sáng, ấm áp, yêu thương của bé Em đối với bé Bích, một cô bạn nhà nghèo, đã hấp dẫn người đọc ngay từ đầu câu chuyện. Đó, thế thì bây giờ lần lượt là chúng ta sẽ triển khai với cái gì? Với những cái hình ảnh có trong bài. Và các bạn nhớ đây, trong quá trình đi phân tích tác phẩm truyện, các bạn phải trích dẫn nha. Nếu các bạn không trích dẫn, không lấy ngữ liệu ở trong văn bản ra, thì cái việc mà các bạn đi phân tích coi như là vô nghĩa. Coi như là các bạn đang kể lại chuyện, chứ không phải là các bạn phân tích chuyện. Nhớ chị điều đó nhá. Bởi vì sao rất nhiều bạn học sinh đi phân tích chuyện nhưng không trích dẫn những ngữ liệu có ở trong văn bản truyện, thì điều đó các bạn sẽ bị trừ điểm rất là nặng. Chị nhắc lại đấy, bị trừ điểm rất nặng luôn. Đó, nhá. Thế thì sau khi mà các bạn đã nói được luận điểm 1 như thế rồi thì các bạn triển khai dần dần thôi. Không biết là các bạn có muốn nhận cái đáp án của đề này không ạ? Các em có muốn nhận đáp án của đề này không? Thì xíu nữa chị sẽ gửi đáp án cho các bạn. Nhá. Các bạn có muốn nhận đáp án của đề này không ạ?
Đó. Sau khi mà luận điểm 1 đã xong thì các bạn lại tiếp đến luận điểm 2. Để làm nổi bật tình bạn đẹp của bé Em và bé Bích thì nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã sử dụng hình thức nghệ thuật đặc sắc. À, bây giờ hãy nhớ này, luận điểm đầu tiên của chúng ta là về nội dung. Luận điểm thứ hai của chúng ta là về hình thức nghệ thuật. Trong một bài phân tích truyện, bao giờ các bạn cũng phải đảm bảo cho chị chúng ta phân tích đủ cả nội dung và cả nghệ thuật. Hai cái luận điểm này các em có thể đảo lộn trật tự với nhau được. Phân tích nghệ thuật trước, sau đó nội dung sau, hoặc nội dung trước, nghệ thuật sau đều được, không vấn đề gì cả. Nhớ, không vấn đề gì cả. Thế cho nên là các bạn có thể linh hoạt trong cái việc là chúng ta đi nêu luận điểm. Đó, không bắt buộc là các bạn phải phân tích nội dung trước, hay là không bắt buộc các bạn phải phân tích nghệ thuật trước. Đó. Được chưa? Ok. Vậy thì nhìn vào đây các chị này. Vậy đối với văn bản áo Tết thì nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã sử dụng những hình thức đặc sắc, nghệ thuật đặc sắc, ví dụ như là cách kể chuyện, đúng không ạ? Bà nói đến, chúng ta nói đến cách kể chuyện, rồi cốt truyện đơn giản ấy thể hiện qua đâu thì các bạn thấy này, xoay quanh những cái sự việc bình dị trong cuộc sống đời thường của những người bạn nhỏ nhưng có sức truyền thấm mạnh mẽ về giá trị của tình bạn. Rồi tình huống chuyện làm sao ạ? Độc đáo, sử dụng ngôn ngữ đối thoại, có ngôn ngữ đối thoại, đúng không? Bởi vì đây nó là một cái cuộc hội thoại mà. Các bạn nhìn thấy nhá, trong truyện ngắn nó là một cái cuộc hội thoại mà. Đó, một cái cuộc hội thoại giữa bé Em và bé Bích. Đó, đây là những cái câu trích dẫn này, đúng không ạ? Trích dẫn lời nói trực tiếp. Đó, thì các bạn thấy là sử dụng ngôn ngữ đối thoại ngắn, phù hợp với tính cách nhân vật, đều là các bạn trẻ, các bạn nhỏ, đúng không? Giúp cho người đọc cảm nhận được tâm hồn trong sáng và nhân hậu của những đứa trẻ. Đấy. Rồi, đọc truyện thì chúng ta bị lôi cuốn bởi cách sử dụng ngôn ngữ địa phương Nam Bộ, đặc chất Nam Bộ. Bởi vì sao? Nhìn này, nói dèm này, rồi gì nữa, gì nữa, có những cái từ ngữ như là có một bộ hả, có một bộ hả, vậy mày được mấy bộ. Đấy là những cái ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ mà Nguyễn Ngọc Tư đưa vào trong trong truyện ngắn của mình, để chúng ta biết được là gì, đây là một nhà văn của Nam Bộ. Các bạn trước đây các bạn học ai ạ? Nhà văn Kim Lân là một nhà văn của nông thôn Bắc Bộ, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta lại thấy là có một nhà văn của Nam Bộ mà rất được nhiều bạn trẻ đón đọc, đó chính là Nguyễn Ngọc Tư. Đấy, rồi tiếp đến chúng ta nói về nhan đề của truyện. Nhan đề của truyện thì làm sao phù hợp với tâm lý trẻ thơ, gợi nhiều tò mò cho bạn đọc, góp phần thể hiện chủ đề của truyện là ca ngợi về tình bạn, ca ngợi về những cái sự đồng cảm, những cái sự sẻ chia khi mà chúng ta gặp một người ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn hơn, một tình bạn vô cùng đẹp. Em nhớ. Và khi mà các bạn nói được về cái luận điểm nghệ thuật này, các bạn sẽ được 1,5 điểm chia đều ra cho các phần nhá. Và tiếp theo là các bạn sẽ có phần 3 là khẳng định ý nghĩa giá trị của tác phẩm, phần này chiếm 0,5 điểm. Nhớ nhá, sau khi mà các bạn đi phân tích xong nhất định phải có một đoạn văn để khẳng định ý nghĩa giá trị của tác phẩm cho chị. Và phần này các bạn sẽ nói về cách kể chuyện như thế nào, rồi nội dung của tác phẩm ra sao, tổng kết lại thôi ạ. Đây là một đoạn văn mang tính chất là gì? Tổng kết lại. Tổng kết lại. Đó, và cuối cùng các bạn sẽ có điểm cho phần cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận 0,25 điểm. Đây là điểm sáng tạo. Bạn nào có cho mình cái phần này, ví dụ như là phần liên hệ mở rộng, ví dụ như là cách nhìn mới liên quan về nhân vật, hay là cái hướng suy nghĩ mới về nhân vật thì được sẽ được 0,25 điểm. Rồi, về chính tả dùng từ đặt câu thì đảm bảo chuẩn chính tả ngữ pháp ngữ nghĩa tiếng Việt được 0,25 điểm. Nếu các bạn sai ba lỗi chính tả, trở lên thì các em sẽ bị mất 0,25 điểm này luôn. Nếu các bạn bị sai ba lỗi ngữ pháp có nghĩa là sao? Câu văn thiếu chủ ngữ, câu văn thiếu vị ngữ, hay là câu văn chưa viết đúng ý hết ý trở lên thì các bạn sẽ cũng bị mất 0,25 điểm này. Thế cho nên khi mà viết văn xong thì cần phải đọc lại để chỉnh sửa là như thế, đúng không? Không đọc lại, không chỉnh sửa thì các bạn đâu biết là mình mắc lỗi chính tả, hay là đâu biết mình mắc lỗi ngữ pháp,
nhá. Đó thì các bạn phải lưu ý cái này là sẽ bị trừ 0,25 đấy. Được chưa? Ok chưa? Vậy thì đó chính là đề của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa mà chị muốn đem đến cho các bạn. Các bạn có muốn nhận đầy đủ đề và đáp án của cái đề này không? Có bạn nào muốn nhận không ạ? À? Để có thể tự cho mình những cái định hướng để mình có thể làm tốt hơn không? Có muốn nhận không? Nếu các bạn muốn nhận thì các em có thể inbox về cho chị nhá. Đó, và hãy nhớ rằng là để xử lý được một đề thi này thì sẽ cần rất nhiều những kỹ năng. Kỹ năng đọc hiểu thơ như thế nào, đọc hiểu thể loại ra sao, kỹ năng viết như thế nào. Và đây là một đề văn khá là đặc biệt bởi vì gì ạ? Bởi vì nó không có câu nghị luận xã hội, khá là đặc biệt. Không một câu viết nghị luận xã hội mà chỉ có nghị luận văn học mà thôi. Đó, thì các bạn có thể cân nhắc và chú ý xem là đối với sở của tỉnh mình ý, thì đã có đề minh họa hay chưa? Đó, nếu mà có đề minh họa rồi các em có thể gửi cho chị để chị chữa. Nhá, nếu có đề minh họa rồi các em có thể gửi cho chị để chị chữa. Rồi, còn nếu các bạn muốn tham khảo thêm những khóa học hay những đầu sách của Học Văn Chị Hiên để hỗ trợ cho việc là chúng ta sẽ ôn thi cho kỳ thi vòng 10, rồi ôn cấp tốc hơn, xử lý được nhiều đề thi hơn và học trước được kiến thức thì các em có thể tham khảo nhé. Các em cứ nhắn tin về chị thì chị sẽ tư vấn cho các bạn. Đúng không nào? Rồi, rất là cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã vào đây và theo dõi phần phát trực tiếp của chị. Và hẹn gặp lại các bạn vào những buổi phát trực tiếp sau với những cái đề minh họa của các sở giáo dục khác nhé. Chị sẽ lên để chữa đề thường xuyên cùng với các bạn. Được không? Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều. Bye bye. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ và ấm áp bên gia đình nha. Hẹn gặp lại các em. Bye bye.